À, xin chào mọi người á. Hôm nay ngày 12 tháng giêng âm lịch á. Trời cũng 12 tháng 2 luôn. Mấy cây Phú Tân nè, này nó rộ lên ha. Bông nó tròn như cái đồng tiền, đã lắm. Tròn khít á. Tính ra cái phơm hoa rất là đẹp á. Tại vì nó quá nhiều bông nên bông không có to như Thủ Đức á. Nếu mà chúng ta bấm chặn á, dùng kỹ thuật bấm chặn thì bông vẫn to như Thủ Đức á. Cũng ngang ngang nhau à, nụ thì nó lên một lượt á. Cây này nè, cây gãy bóc mai vàng thôi. Cây này thì nó ghép chỉ có ba bo thôi, ba bo cái gốc bự bằng khoảng 18 thôi, không có lớn á. Ba bo mà anh em thấy nè, khủng khiếp cái tàn chưa. Cái tàn nó cũng xém xém với mấy cây lớn lớn này ha, có ba bo thôi. Coi nè, đó, anh em nhìn thấy quá đã, mặt hoa nhìn nó đẹp á. Đẹp từ khi nở tới khi tàn luôn nhé. À, còn đây cây tứ quý nè, này ghép được 3 bo 5, này được 8 bo, chỉ có 8 bo thôi nè, mà họ tết bông phải nói là khủng khiếp luôn á. Bông như như trái banh vậy, nó tròn vo hết trơn à. Ít ha, thay vì mấy cây mai vàng mà bông không đẹp á, người ta sẽ cải thiện chất lượng hoa giống như kiểu mấy cây sầu riêng được á, sầu riêng chôm chôm rồi đó, người ta ghép hết trơn à. Còn cây mai vàng mà ta nếu mà hoa đẹp rồi thôi khỏi ghép á, người ta chỉ lấy nó người ta ghép cho thằng khác thôi. Này ghép 8 bo, này ghép chỉ có 3 bo thôi nè. Còn anh em dạng gốc nhớt nuôi lên á, anh em ghép 1 bo thì sau này giống như cây nguyên thủy á, ghép nhiều bo thì nhanh chơi. Cây này thì ghép chỉ có 5 bo thôi, đặc rật luôn nè, quá đã cây nè. Cái tàn nông chiều cao 1m2, ngang 1m2 á. Cái tàn cây mai vàng nè, nhỏ gốc nhỏ thôi mà tàn cũng ngang ngang cây lớn này ha. Đó, đặc rật hết trơn à. Cây này cũng vậy, cao khoảng 1m2, ngang 1m2 á, bông bự bự không à, bự luôn á. Bông nhìn có duyên lắm á, màu đậm. Phú Tân thì màu đậm hơn Thủ Đức. Đó, anh em xem là quá đã. À, cánh nó thẳng ra nè, không có bị cụp ngược cụp xuôi hết trơn á. Cây này thì ghép chỉ có 1, 2, chứng cũng chỉ có 3 bo thôi. Ba cái bo thôi. Hai gốc thì chỉ có khoảng chừng 18, 18, 20 gì thôi, chút xíu à. Đó, tán ngang ghép vô. Anh em nuôi lên. Đó, thấy không? Quá đã cây này, có 3 bo thôi đó, nuôi vẫn tàn á. À, cho anh em có động lực làm á. Cái này 4-5 năm trước làm nè, giờ đó. Nếu mà chúng ta để cái cây mai tàn nguyên thủy á, chúng ta nuôi thì chúng ta có cắt sát nuôi, nuôi hoài nó mà thì không bao giờ được như thế này á. Mai tàn thủy mà bông không đẹp á, còn bông đẹp thì không nói chuyện á. Bông không đẹp á, bông năm cánh, bông chuồn chuồn rồi đó, mấy cái đó người ta ghép lại á. Em có động lực chơi á. Cây lớn cây nhỏ gì ghép cũng đạt hết á. Phú Tân thực sự mấy cái giống sau này á, mấy giống nhiều khi đặt tên cho nó dữ dội vô mà bông nó không đẹp thì cũng như không á. Mấy giống xưa nè, tuyển chọn từ nhiều năm á, nó lên nụ á, em thấy không? Quá đã, mà nó cũng dễ nuôi nữa. Đó, như cây này á, anh em thấy là khi mà lặt lá nó lên nụ lên đồng loạt luôn á. Thường Phú Tân là ở chỗ này nè. Đó. Cây này thì ghép chỉ có 3 bo thôi. Anh em cái tàn á, 1m2, cao 1m2, ngang 1m2 á. Này nghĩ là nuôi chậu á, anh em nuôi đất còn dữ dội hơn nữa. Đó. Nuôi đất lực nó mạnh còn dữ hơn nhiều á. Này cây Phú Tân nè, này ghép được 4 bo, này cái gốc cái chừng cỡ 15, 16 à, nó liền đầu luôn rồi. À, hoa đẹp á. À, quá đẹp đi, Phú Tân à. Nói chung cây Phú Tân nào anh em nuôi nó cũng đạt cả, nuôi tàn lớn lên, nó dễ nuôi lắm á. Cây Thủ Đức mà anh em dẫn tàn thế này thì chung là khó lắm, còn cây Phú Tân lực nó mạnh á, dẫn tàn thì không có bị nấm hồng, không có bị chết nhánh tầm bậy á. Cái dòng này là ưu điểm, nó không có bị chết nhánh.
như cây gốc tứ quý này ghép chỉ có 3 bo thôi nè, thấy không đó, anh ta có gốc bự gốc đẹp thế này nè, anh ta tán ngang á, ghép 3 bo vô đó, sau 2 năm anh em có cây như thế này anh em chơi á, tán ngang ghép 3 bo vô, không muốn ghép nhiều á, 2-3 bo thôi, dẫn lên tán ngang ghép đóng đầu vô. Còn cây này thì ghép đâu đó 5-60 bo vậy nè, mai tàn á. Hôm nay Phú Tân thì không có bị chết nhánh tầm bậy á. Đây, hàng lô Phú Tân nè, đóng cho anh em á, lô 3.000 cây á, không lại mấy bữa nay anh em mua cũng đâu hết 1.000 mấy rồi á. Hôm nay quay cho anh em xem á, nói chung là có động lực để anh em làm á. Nói chung Phú Tân là dòng dảo nè, đó. Chơi hoài còn hoài á. 70.000 cây, cây này cắt ra cả chục 20 bo, một mắt lá là em ta ghép được bo rồi á, 20-30 bo. Cải tạo mai vườn á, cây mai vườn cầm tay cầm chân vậy đó, chúng ta cắt ngang, bước vô cắt ngang á, cho lên tựa ghép 2-3 bo thôi, sau 4-5 năm anh em được những cây như của mình chân á. Mua cây này ghép thấy bà rồi á, mua chừng cây này nè 2-3 bo thôi, 3 bo thôi. Còn em có trồng đất thì yên tâm á, đây trồng đất á, nói chung là trồng ghép cây lớn cây nhỏ trồng đất cây nào cũng được á. Phú Tân thì mà giá 70.000 á, nó có màng nụ luôn rồi nè, anh em thấy không đó. Thật sự mấy giống mới giờ người ta đã bán mấy trăm ngàn cây á, chứ chưa chắc nó qua được cái dòng này đâu á, tại vì này sản xuất được số lượng nhiều thì giá nó rẻ thôi, chứ lúc ban đầu á, đi mua cây nè đó, những cái năm mà Thủ Đức trời lạnh Thủ Đức không có nở được á, mua một cây giống thế này đâu cũng 500-700 ngàn á, chứ không có rẻ đâu. Mua gì để cải tạo cái vườn vườn mai nhà, 500-700 ngàn một cây giống Phú Tân nhỏ thế này á, mà đó người ta làm cũng không được như vậy nữa, không có nhiều bo gì đâu, cây lấy chừng 5 bo mà chấp nhận á, gặp mình làm á, nguyên cái vườn nếu Thủ Đức trong đó trời lạnh nở không được á, thấy Phú Tân ai bán 1 triệu 2 triệu cũng phải mua á, để về mà ghép vô cái vườn chúng ta cải tạo á. Chứ mà cái dạng mai sợ lên chợ là nó không nở á, không lên chợ bán ai giờ, một năm thì khi chợ lên lỗ tiền xe lỗ tiền lô luôn á, những cái năm trời lạnh á này nở đạt á. Anh em nào mà tới vườn mua thì giá 50.000 á, anh em tìm tên mình trên bản đồ á, Google Map bonsai Huỳnh Lâm có định vị trên bản đồ á, giá vườn là 50.000 này, còn khoảng 2.000 cây á, trồng đất cũng ngon, trồng đất trồng bà chơi cũng được, bán cũng được á. Cây này ghép được 1 năm á, nó có mang nụ rồi đó, chứ không phải hàng mới ghép đâu đó. Thì để mười mấy năm trước á, một cái cây nhỏ hơn này là 500-700 ngàn rồi, nó cũng giống như giờ á, mà cái này thì thương hiệu nó còn hoài á, thằng nào rớt rớt, thằng nào lạnh không nở đó, nó thì còn hoài đó, bán đi Trung đi Bắc gì cũng ngon lành hết á. Còn rất là nhiều á, anh em là còn đồng đất thì còn số lượng 2.000 cây á, 70.000 cây, 5 cây bao vận chuyển á, tại vườn là 50.000, từ 2 cây là gửi hàng ra, 2 cây anh em thêm 40.000 tiền phí nữa, 40.000 thì nói chung là nhà vườn có bù lỗ trong đó rồi á, tiền vận chuyển là cái mua cái thùng nó giống mấy chục ngàn nữa, không lại bán đâu đó cũng 1.000 mấy ra. Lâu này nó có tới 3.000, 3.400, 3.500 đó. Đó. Nhiều lắm rồi. Rồi, giới thiệu anh em là dòng Phú Tân á. Bây giờ nó chạy theo cái giống gì không biết. Chúng ta nói chung là có hình mẫu trước nè. Đây là ở vườn mình làm ra cả chục mười mấy năm rồi. Anh em cứ vậy mà anh em làm theo á, mà khỏi phải băn khoăn gì nữa. Phú Tân á. Rồi, kết video thì mình em xem là cái cây Phú Tân ở nhà nở như trái banh vậy.